cái gì vô, bánh mới cán nóng hỏi luôn. Dạ. Hỏi là bà. Dạ con mời dì. À, hai dì ăn luôn nem chua không? Nem nhà con cuốn ngon hết sảy. Ngon không? Nếu ngon á thì dì mới trả tiền, còn không ngon là dì không trả tiền nha. Phạt cho cái tội á, quảng cáo lố lắm. Quán con á là bao ngon luôn. Nếu ngon thì cho dì hai phần đi. Dạ. Hai dĩa luôn dì Hường ơi, rồi, có nem nữa. Rồi rồi. Không biết có ngon không? Nhìn cái miệng nhỏ này dẻo quẹo là muốn ăn liền. Dạ đây. Hai dĩa của hai dì đây, ăn luôn cho nóng. Ăn đi bà. Con nhỏ này á, trông nó lanh lợi, lẹ làng mà giỏi giang quá. Tôi không chịu như vậy. Nhìn cái gương mặt nó thấy có thiện cảm liền hả bạn. Nè con. Dạ. Có nơi có chốn chưa? Ừ. Vậy là mai nghe. Ờ, nhà đâu? Dạ, nhà con ở bên sông á. Ờ, vậy thôi để trưa đi. Cái hết vắng cái gì quay lại đây. Cái con dắt gì lại nhà cho biết nhà. Cái gì nói chuyện với má con ha. Dạ, nhà con chỉ có mấy chị em thôi à. Chưa về nữa, anh ăn cơm với gì vậy? Bà Khía nè, ăn nhanh đang đi học, bữa nay thi á. Ừ, vậy thôi anh ăn đỡ đi, cũng thôi trễ á. Chị hai mà về sớm là chỉ mua gì cho anh ăn rồi. Chứ ngày nào cũng ăn ba Khía, sao cuộc chết luôn á. Thanh thần rồi, thì chắc bà chị hai bà mua trứng chiên hay trứng luộc gì đó. Chứ có cao lương quý mỹ vị gì đâu mà trông mà ngóng. Thôi kệ, ăn ba Khía mặn miệng dễ nuốt cơm. Đã lấy vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi. Ăn để mà sống, chứ ở đây mà sống để mà ăn chắc chết vì tuổi vì nhục hồi đời nào. Anh nói gì kỳ quá à. Anh á là đàn ông trai, chưa làm ra tiền. Hai vợ chồng mình á là sống dựa vô chị hai. Anh nói vậy á, hai nghe hai buồn lắm á. Đàn bà mấy người hay buồn mấy chuyện nhỏ nhặt quá ha. Anh nói cho em nghe, không phải là tôi không làm ra tiền, tại tôi còn đi học. Chứ không lẽ bản thân tôi không muốn đi làm. Mà em nghĩ là coi, tại ai? Tại ai mà anh vướng vô cái cảnh mà vợ bèo con díu như vậy? Tại em. Tại em mới trai á. Em mới trai tôi mới ra nông nổi này nè, không? Anh nói vậy mà nghe được hả? Nói tiếng Việt chứ đâu phải tiếng Miên đâu mà nghe không được. Ủa, vậy ba má con đâu? Dạ. Bé Hai à, con vô xe bộn đi con, để không kịp á. Dạ. À, nhỏ này á, mà nhà nào được nó làm dâu á, nhà đó có phước lắm á. Tôi cũng đang chấm chấm. Anh nói vậy mà nghe được á hả? Không. Ai dụ ai? Ai nói á hả là yêu tôi chịu không nổi? Ai nói á là tôi thương anh thì tôi cho anh đi? Thôi không cãi với em nữa. Phiền lắm, đi học á. Tôi mệt em quá trời đi. Gái đẻ vừa già vừa giữ miệng. Cái gì? Không có nói chuyện em nữa. Anh nói ai già ai giữ miệng? Ừ thì anh, nhưng mà anh đẹp trai, gái vẫn mê là được. Chảnh thấy ớt luôn à. Anh đó nha, anh mà mê con nào là chết cho tôi á. Hay không, nói vậy mà không giữ. Chứ hiền quá, để cho thiên hạ cướp chồng mình hay gì. Thôi thôi thôi, đi học đây,
ở nhà một hồi là xảy ra án mạng thiệt á. Đại lớp ơi, nghe nghe nói nè. Thôi thôi, đại lớp ơi. Thôi mi. Im lặng cái coi. Cho người ta nói tí, làm gì rần rần cả lên à. Nói gì nói đi trời. Vụ gì? Làm gì ghê vậy? Thì bà nói đi, làm gì đồng đất vậy? Nghe nè. Ngày 18 tháng này, tức là thứ bảy tuần này, là ngày mà mẹ tôi đẻ tôi ra ở cái trạm xá này. Tôi long trọng kính mời tất cả các bạn đến dự chung vui cùng tôi tại quán bánh xèo má tôi nha. Là sao? Là sinh nhật đó thằng khùng. Tức là sinh nhật tôi đó mấy ba mấy má. Trời ơi, sinh nhật, sinh nhật. Trời ơi, sinh nhật hả? Đó bữa đó tới quậy nha, cho vui. Miễn phong điêu. Cái gì? Quên. Miễn quà cát. Miễn sao á, tất cả lớp tới là niềm vinh hạnh cho bổn cô nương ha. Ok luôn. Rồi bây giờ nha. Thôi, đi ra ngoài chơi gió mát. Thôi, đi. Đi. Đợi. Đi mày. Đi. Toàn là cái miệng đi trước không à. Được vợ với chị vợ cưng như trứng mỏng vậy đó. Mà lúc nào cũng nói lời bạc bẽo hết trơn à. Nè. Cái áo này á hả, là em giặt rồi em để ướt xong rồi em phơi á, cho nên nó còn thẳng thớm nè, mặc vô là coi cũng được á. Rồi cái gì vậy? Trời đất ơi, thấy chưa, lấy vợ hư vợ thúi, chưa đụng vô đã tát rồi. Anh nói gì vậy? Thì tôi nói lấy vợ nghèo vợ dụng, mai đường chỉ chưa gì đã bung rồi nè. Cái áo này á là anh mua ở ngoài chợ Sida chứ có phải em may đâu mà anh nói em tội nghiệp em vậy. Nếu như mà vợ yêu, vợ biết chiều chồng á là vợ đã mua cho chồng cái áo mới rồi chứ có đồ để xảy ra cảnh này. Em mà có tiền á là em mua cho anh rồi chứ em đâu có để cho anh mặc mấy cái này đâu. Mà thằng Ti á, nó còn nhỏ quá, nó chưa có cai sữa nữa. Làm sao mà em đi làm được? Cái gì cũng trách em tội nghiệp em à. Tội nghiệp em? Tôi thấy giờ tôi tội nghiệp tôi hơn. Thôi. Đàn ông, đàn an gì đâu á, mà than thở suốt ngày không biết mắc cỡ à. Đàn ông, đàn bà gì? Khổ phải than chứ, mắc cỡ không? Không cỡ không? Tôi ký đầu một cái bây giờ. Nè nè, ký đi. Tối nay tôi cho nghỉ phẻ luôn á. Tha đó, thấy chồng yêu chồng chiều vậy, làm tới không? Có yêu không? Sao không thấy chiều vợ gì trơn vậy? Đây nè, trên răng, còn dưới dép nè. Rồi lấy cái gì chiều, hả? Ha. Thôi, anh mặc đỡ đi. Xong rồi có gì á, hai về, hai coi. Chứ giờ á, em thấy cái áo này nó cũng mục rồi. Có vá nó cũng rách à. Nhắm được không? Mấy đứa mà nó phát hiện một cái là có nước độn khổ luôn. Ai đâu mà để ý, sinh viên ai mà chẳng nghèo như anh. Đừng có nói cái chuyện nghèo được không? Nghèo hoài, nghe chán gần chết. Cái tay còn bị không? Hết rồi. Cái này mà tôi nó biết một cái có nước đội quần luôn. Thôi đi, anh than thở hoài à. Anh đi học đi ha. Nghèo. Hay luôn á. Mệt luôn á. Đi học à. Đi nha. Học không? Bữa nay thầy giảng bài sao á. Không hiểu gì hết trơn á. Thấy bà lo ngồi vuốt móng tay không à. Có nghe giảng cái gì đâu. Ủa thì không hiểu mới ngồi buồn cắn móng tay. Chứ ngồi không làm cái gì. Thầy giảng bài gì mà khô như củi, làm sao mà nuốt được, không có chút thi vị gì hết á. Thôi đi bà ơi, thầy giảng bài mà làm như đọc thơ tình cho bà nghe vậy á, thi vị. Thì ít nhất á, cũng phải làm sao á, để hấp dẫn người ta. Chứ gì đâu á, cả nghe lẫn nhìn đều không ổn á. Thì thôi, vô phòng thí nghiệm làm cho rồi,
đứng giảng bài làm chi vậy? Không có FV. Nè, lòi mê trai đẹp ra rồi phải không? Trời ơi, trai đẹp mà không mê, để phí đời gái đẹp hả? Thôi đi, đi học chứ đâu phải kiếm chuyện vô nhìn trai đẹp đâu. Lo học đi, cho nó đỡ bệnh. Ủa, mà tôi ra đây cũng đâu phải để ngồi chơi đâu. Tôi ra đây á là để tư vấn tổ chức sinh nhật cho nhỏ Nga. Ủa, mấy ông bà nhận được thiệp mời chưa vậy? Con nhỏ Nga có đứng mời cả lớp rồi. Thì bạn bè trong lớp học chung mà, tới dự được rồi. Chứ đi thiệp chi cho nó tốn kém. Đúng rồi á, bạn bè trong lớp hiểu nhau quá rồi. Nó đứng trước lớp mà nó mời cả lớp như vậy là hay á. Chứ bà dễ ăn chi, tốn kém. Trời, có dài ba tấm thiệp mà hao tốn gì. Con Nga nó bèo tới mức không mua nổi mấy cái thiệp sinh nhật, làm sao mà tổ chức được. Nhỏ Nga thì nó đâu có tiệc tùng gì đâu mà ghê gớm. Tại nhân dịp cái cớ sinh nhật của nó muốn tập hợp bạn bè, lại vui chơi quán của má nó. Chứ nó cắm đầu cắm cổ học suốt năm, không giải tỏa một bữa là cũng căng. Trời, đã làm sinh nhật á thì phải làm sao cho đáng. Chứ tự nhiên nguyên đám tụ tập lại ăn bánh xèo chán lắm. Ít nhất á cũng phải làm ở nhà hàng nè, rồi quà tặng đồ. Rồi đám con gái tụi mình có cớ mặc đầm tung tăng nữa. Tụi tôi đâu có mơ mộng diễn dông. Chỗ có nơi có chỗ cho tụi mình ăn chơi là được rồi. Với lại con Nga đâu có giàu có gì, cũng như tụi mình à, nghèo mà thích vui vẻ. Tạo cơ hội tụi mình vui vẻ là ok rồi. Tôi thấy bà nói đúng á. Con Nga nó cũng nghèo khổ cho tụi mình thôi, chứ đâu có phải như bà Giáng My này đâu. Ở đâu trên trời rớt xuống, ngay cái nhà giàu thiệt là giàu luôn. Bởi vậy bà đâu có cần á mà ăn mấy cái thứ mà bình dân hạ cấp như tụi mình vậy. Biết người biết ta vậy là tốt á. Thôi nha, ai thích đi thì đi đi, tôi xin miễn á. Tới mấy chỗ đó mắc cỡ thêm. Trời đất ơi, coi cái đuôi nó kìa, lắc liễu thấy ghét, muốn tán vô cái mông. Gọi tôi hả? Không gọi anh á thì gọi ó hả? Nói vui thôi, em đã để ý anh á từ hồi đầu năm học rồi. Em biết là anh học năm thứ ba và em học năm thứ nhất. Mai mốt có bài vở gì khó anh dạy em nha. Em tên là My, nhưng mà không bao giờ hoen My hay ước My đâu á. À, tức là khô My hả? Họ hay quá, khô cá sạch. Cũng biết giỡn quá ha. Nhưng mà đây không bao giờ khô đâu, rất là dễ ướt át. Sở thích á là lãng mạn. Ôi, vậy là không có hợp gu rồi. Tôi không có thích lãng mạn, tại vì người tôi đó giờ lãng xẹt à. Nghe nói nhiều đó là đủ biết lãng tử cỡ nào rồi. Nhưng mà lãng tử tới đâu á cũng phải có cái tên để gọi chứ. Ừ, Trang. Anh Dọc. Trời ơi, làm gì vậy? Tưởng giàu là khinh người hả? Tôi không có giàu. Ông giàu sao đặt Thanh Sang? Má tôi thích kép cải lương, Thanh Sang được chưa? Ơ, vậy là má anh giống tôi á, mê cải lương, thích trai đẹp. Thích trai đẹp, coi chừng khổ một đời nha. Thì sướng trước, khổ sau. Nếu sau này mà thấy khổ á, thì bye bye, tìm trai đẹp khác. Trời đất ơi, nói gì cũng nói được luôn hả? Cô đừng làm tôi sợ nha. Chỉ có mấy người hèn á mới sợ gái đẹp thôi. Còn anh là Sang, anh mắc gì phải sợ. Ê, xách quà, xách quà, xách quà. Cái bà My này nè, bà bị làm sao vậy? Tự nhiên tách nguyên nhóm tụi mình ra, đi qua bển làm quen với sao chương trình năm ba là làm sao? Bộ mấy khi dễ tụi mình hả? Thôi đi ông ơi, từ đầu năm vô á bà canh me ổng rồi, đẹp trai mà. Trời ơi, tưởng ai, tôi biết thằng cha này quá mà. Chả có vợ, có con luôn rồi đó.
Hai, trời ơi, có vợ có con thì sao? Mi mà muốn gì không được. Lá ngọc cành vàng mà. Bỏ hết cái muốn hả? Mà lại đi muốn chồng người ta. Sao không muốn tôi đi? Ông ơi, hái sao trên trời có bộ dễ ăn hơn á. Đáp xuống cùng tôi đi anh hai. Trời đất ơi, cái thằng này mày bị điện giật hả mày? Nó bây giờ nó như con diều bị đứt dây vậy đó. Mà lỡ nó rớt xuống dây điện rồi đó nha, thì lúc đó nó cũng khùng khùng điên điên như mày vậy đó con. À, hai về, hai. Làm gì mà mừng dữ vậy? Làm như lâu ngày mới về vậy á. Hai về thì mừng chứ sao? Trời, hai về có gì đâu mừng. Quên, có. Đây nè. Nè. Bánh bò hả? Nè, hai có mua mấy ký gạo, ăn cũng được vài bữa. Trời ơi, ngon quá à. Coi đó, gái đứa có chồng rồi mà nó ăn cái nết nó như là ăn nít vậy. À mà hai, ừ? Ti nó cũng cứng cáp rồi, hay là hai cho em đi làm thêm nha. Đâu có được, mày đi làm thêm rồi ở nhà ai coi thằng Ti. Công chuyện nhà đang đang đê đê, dọn dẹp nấu cơm nè, đâu phải không có chuyện đâu làm. Tào lao đi nha. Nhưng mà anh Sang còn đi học, anh chưa có làm ra tiền, mình hai đi làm mà nuôi cả nhà này sao nổi. Để đó hai tính. Nè, đừng có nói gì với thằng Sang nghe không? Để cho nó chuyên tâm nó học hành đi. Rồi nó mà học giỏi á, mai mốt nó lo cho thằng Ti, khỏe chị em mình. Nhưng mà anh Sang mới có học năm 3 à, còn tới 2 năm nữa lận. Tiền học phí, rồi tiền tốt nghiệp, rồi tiền tùm lum hết trơn luôn à. Thôi. Mấy cái đó từ từ tính. Bây giờ cứ để cho nó toàn tâm toàn ý nó học đi. Anh Sang anh cũng không có toàn tâm đi học được đâu. Thấy cái cảnh nghèo khó như thế này, anh chán nản chán đời. Em thì không biết phải làm sao cho anh sung sướng hơn. Nhà em á là cái căn biệt thự lớn nhất có trên đường này luôn á. Cô đừng nói là cái căn biệt thự mà rộng thiệt rộng luôn, đúng không? Cái hàng rào sắt cao thưa thưa, đằng sau đó là cái vườn hoa đẹp ơi là đẹp luôn, đẹp như như là công viên thành phố vậy. Đúng rồi đó, vậy là anh cũng có để ý nhà em rồi hả? Trời ơi, nhà cô giàu á, tôi tưởng đó giờ cái đó là cơ quan nhà nước. Bởi vì mấy lần đi ngang á, thấy có mấy chiếc xe hơi đậu trong sân. Cái đó là xe hơi riêng của ba má em, còn chiếc nữa để đưa em đi học. Trời đất ơi, công nhận nhà cô giàu thiệt á. Thì đó chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Còn bên trong á, nội dung sao á, em cũng không biết nữa. Mà tao cũng tức nha. Mày á, mày đừng có lụy nó quá à. Nghĩ làm sao vậy? Đàn ông con trai gì đâu á. Nuôi bản thân nó còn không xong nữa, đừng nói chi là nuôi con nuôi vợ. Tao đây cũng là sức người chứ bộ, đâu phải là trâu bò gì đâu. Làm bao nhiêu á là lo cho vợ chồng con cái bay hết trơn rồi, bây giờ còn đòi hỏi thêm nữa hả? Mà mày á cũng phải biết khuyên nhủ nó nghe không? Chứ ở đó mà ai vua theo nó, tối ngày than thân trách phận rồi đòi hỏi gì tao nữa đi à. Trời đất ơi, em có đòi hỏi hay là trách móc gì hai đâu à. Tại em thấy anh Sang vừa đẹp trai vừa học giỏi, mà lấy phải vợ nghèo tội nghiệp ảnh quá. Nói nghe nè, sao mày biết thương nó mày không biết thương hai? Trời đất ơi, con gái con đứa gì đâu mà mê trai thấy sợ à. Bây giờ nè, muốn cho nó sung sướng đúng không? Muốn cho nó được áo ấm nệm êm đúng không? Vậy thôi mày cho nó đi kiếm gái giàu đi, rồi tới chừng đó khỏe thân hai chị em mình. Mày đặt tội nghiệp, tội nghiệp. Trời đất ơi, thôi đi hai ơi. Chồng đẹp trai vậy á hả? Mà em mà ảnh mà bỏ em á, nhảy xuống sông em tự giận luôn á. Hai nói nữa đi. Mày bị khùng hả? Hên xui à. Ê mấy người, không biết tiểu thư nhà mình á có đi xin dự sinh nhật nhỏ nghe không nhỉ? Thì hồi nãy nó mới nói rồi đó, nó không có đi mà. Tôi ghét nó.
mặt lúc nào cũng hất 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 lên trời. Ra vẻ ta đây giàu có. Ủa, nó giàu thì nó hưởng với ai đâu mà hưởng? Chảnh chẹ. Ừ, nó đúng rồi đó. Tôi cũng thấy nó sao sao á. Ai cứ đúng chê bai chứ, chỉ có nó là nhất. Thì nó cố tình làm vậy để nó ra vẻ danh giáo thôi mà. Chứ trong cái trường này á, có ai như nó không? Tới trường thì đi bằng xe hơi, còn tổ chức sinh nhật á thì kêu đầu bếp ở nhà hàng tới tận nhà riêng để nấu ăn cho nó nữa mà. Thì sao chứ? Nó giàu thì sao? Thành thì dở ẹt, thầy cô nào nó cũng chơi. Kết quả cuối kỳ á thì đứng chót lớp, còn bây giờ á thì đi bê bảng chồng người ta, hết tốt chữa. Còn nhà anh đâu vậy? Nhà tôi hả? Khó đi lắm, phải qua sông, qua rạch, qua kênh, qua đò, chèo ghe chống thuyền đi, cực lắm. Trời, My mà đã thích đó hả? Thì khó đi cỡ nào, My cũng đi được hết đó. Tự nhiên hỏi nhà tôi có chuyện gì không? Đương nhiên là có rồi. Em nghe nói á, mấy người con trai quê á, ai cũng thích ăn kem hết đó. Chắc anh cũng vậy. Hay là My mời anh đi ăn kem nha. Nhiều đây không biết bán hết gì nữa. Em thì chỉ sợ là trời mưa, hai bán cực hai thôi à. Thôi, coi đi vô nấu cơm á, rồi cho bé Ti nó ăn đi. Hai thấy nó đói lắm rồi á. Đừng có lo cho mẹ con tụi em, hai cứ đi bán đi. Thôi chị Hai mới về. Ờ, về rồi hả? Mà sao về trễ dữ vậy? Đó, trễ còn hơn không về. Anh nói chuyện với Hai vậy mà nghe được á hả? Em giỡn mà. Vì gì bữa nay em có cái bài tốt nghiệp phải là ở lại trường. Thôi được rồi, đi vô thay đồ rồi coi bé Ti đi. Để con Đông nó phụ Hai rồi Hai đi bán nữa. Ủa mà bữa nay ăn gì chị Hai? Bữa nay á, Hai mua mắm lóc chân về, ngon lắm á. Ai mà không biết, nhìn vô mâm cơm nhà mình chắc người ta nói Hai là đại lý các kiểu mắm quá ha. Đại lý thì cũng giàu rồi, đâu cần phải ăn mắm hoài vậy. Ủa, vậy là chị Hai cũng ngán mắm rồi phải không? Chứ anh thấy mấy bữa nay nè, mình có gói bánh tét bán thêm đó mà sao mình không đổi thực đơn được chị Hai? Bán bánh tét á là để mua sữa cho bé Ti với lại đóng tiền học cho mày á. Nhà có cái gì thì ăn cái đó đi, bây giờ đòi ăn sang rồi lấy dư đâu mà mua sữa với đóng tiền học. Này Hai, đó Ti ơi, Ti, Ti nghe chưa? Cha con mình nợ Hai nhiều lắm đúng không? Ngày nào Hai cũng kể công hết á. Bây giờ công của Hai càng ngày cao như núi vậy. Không biết bao giờ mình mới trả hết để nợ cho Hai nữa hả Ti? Anh có thôi có giọng bất mãn đó không? Mày nói gì kỳ vậy Sang? Chị Hai kể ra là để cho mày hiểu, để cho mày đừng có đòi hỏi chị Hai nữa. Dù gì á, tao cũng là đàn bà con gái, chân yếu tay mềm, ít chữ ít nghĩa. Tao buôn bán như vậy á thì cũng chỉ được nhiêu đó thôi. Bộ mày tưởng tao muốn em gái lại cháu tao được sung sướng hay cái gì? Mà kể cũng lạ nha, sao mỗi lần mà nó về nhà là giống như nó quăng cục tức vô mặt chị Hai vậy? Không phải đâu, người ta đàn bà đẻ, cái tính người ta nóng, ta giận không nói. Còn đằng này Hai còn con gái hơn hớ, mình còn lấy chồng nữa, giận quá mất duyên rồi sao? Chồng á thì ra chồng, chồng mà tào lao tao không có thèm. Thôi thôi vậy Hai gắng làm nuôi vợ chồng em đi, rồi sau này em đi làm á rồi em kiếm đại gia nào đó gả cho Hai. Thôi thôi khỏi đi, tao không có mơ đại gia gì hết. Mơ cao á mắc công thành đa dại, tao chứ đâu phải là con Đông mơ mộng viễn vông. Nghe chưa Ti? Thì mẹ con mơ mộng viễn vông thành thử mới lấy cha, chứ cái nhà này có ai yêu thương gì cha đâu hả Ti ha? Trời ơi, sao cứ mỗi lần đi xa thì thương nhớ, về nhà nghe anh nói là tôi nhức hết cả đầu luôn nè. Thôi ai nói gì nói, ra đây chơi với Ti nghe. Thôi Hai, anh đi học về anh mệt á, không có ý gì đâu. Nó đi học
Tao với mày ở nhà cũng làm bù đầu bù cổ chứ có chơi đâu. Em đâu có ý gì đâu hai. Em chỉ lỡ miệng thôi mà. Mày á, chỉ có cái việc học thôi à. Còn Đông nè, sáng tao đi phụ người ta bán bánh ướt á, là nó ở nhà lo hết công chuyện nhà, giặt giũ nè, nấu cơm nè, chăm con nè, rồi tối còn phụ tao gói bánh tét nữa. Vậy mà nó có than tiếng nào đâu. Mày không có tôi, mấy người còn mệt hơn. Trời, nhớ cái lúc sinh nhật bà Nga hôm qua á, bà Hiền á bị dính bột bánh xèo trên tóc, mất cười mất chết. Mà công nhận á, má bà Nga dễ thương ghê á, vui vẻ, hiền lành, dễ còn dạy cho tôi cách đổ bánh xèo, mấy múc tôi đổ vô mấy bồ ăn coi sao hen. Ờ, đúng rồi, dễ thương á là tại vì bà ăn hết ba cái bánh xèo của người ta luôn, lúc đó còn đòi ăn thêm nữa mới sợ á. Nè, bà không bỏ cái nếp ham ăn của bà đó, mai mốt bà đi sinh nhật hết cái lớp này thôi là bà u na u nần cho bà biết với người ta. Quý à, đừng có chù ẻo là mập như heo nha. Ê ê, cái này là bà tự bà nói tôi không có nói á nha. Ê mẹ, công nhận hôm qua vui thiệt á, chừng nữa tôi cũng tổ chức sinh nhật giống vậy, cái tụi mình ăn uống chung với nhau vui vẻ vậy nữa nha. Ừ được á. Trời ơi, vui á thì cũng phải có cái gì hay ho hơn bình thường chứ. Tự nhiên nguyên đám tụ tập lại, xong ăn bánh xèo, hết cái dèo à. Nhà quê chết đi được à. Hôm qua bà My không đi là một sai lầm lớn. Hôm qua tụi tôi quậy tới nóc luôn, mà đâu có ai bị la đâu. Trời ơi, chứ chẳng lẽ đãi có mấy cái bánh xèo à, mặt mũi đâu ra mà la người ta nữa. Mấy người mà thích vui á, lát nữa không có cần sinh nhật xinh nhẽo gì của tôi cũng dẫn mấy người đi ăn lẩu được vậy. Nói như bà thì nói làm gì, chủ yếu là bạn bè có lòng thì tới chúc mừng, ăn gì uống gì đâu có quan trọng. Trời ơi, vui gì á cũng phải có gì hay ho hơn chứ. Tự nhiên nguyên đám tụ tập lại, xong rồi ăn bánh xèo, vui lèo tèo à. Nó tầm thường nhà quê chết được à. Nói vậy là bà khinh thường tụi tôi hả? Ngày hôm qua á, ai cũng rất là vui, nhưng mà có bà khinh thường tụi tôi không đến. Bà là lại quái vậy, lạc bày. Ờ, tôi quái vậy, tại vì tôi không có tầm thường với mấy người. Nghèo mạt mày đặt tổ chức sinh nhật nữa chứ. My, bà quá đáng lắm rồi đó nha. Nghĩ sao nói vậy thôi, có gì mà quá đáng. Bà... Quá. Anh Sang, chiều nay rảnh không? Chỉ bài cho em đi. Chắc không được đâu, tôi phải về nhà sớm. Sao vậy, anh về sớm chi vậy? Tại chị hai tôi làm bánh tét bán, tôi phải về phụ chị. Hả? Chị hai anh bán tét hả? Đúng rồi. Mày có bán đu đủ hộp vịt lộn không vậy? Không, chị phụ bán bánh nước ngoài chợ thôi. Tại vợ gần đây nhà tôi không có tiền đóng học phí, thành thử chị hai với vợ tôi phải đi làm kiếm thêm tiền. Trời ơi, anh có vợ rồi hả? Bộ nhìn mặt tôi giống trai tân lắm hả? Đàn ông từng trải á thì cũng thích, nhưng mà có chút xíu mà có vợ thấy cũng kỳ kỳ. Có chút xíu sao dám lấy vợ? Thấy sai sai sao? Sai hả? Kỳ hả? Kỳ thì từ đây về sau tránh xa tôi ra nha. Đi à. Gươm đã có chủ, đây không thèm cầm. Công nhận chiến tranh qua lâu rồi mà nhà mình vẫn còn kháng chiến trường kỳ hoài hả chị hai? Ủa Sang, chị hai thấy mặt mũi của em cũng sáng sủa lắm mà, em làm gì em bán than hoài vậy? Trời ơi, đàn ông con trai gì đâu, đụng chút là trách à, đụng chút là chê. Coi á, đồ ăn không vừa ý nó, coi mặt nó kìa. Mặt em vẫn bình thường mà, vẫn đẹp trai như con nai thôi. Vậy bán cái đẹp trai đi mà ăn. Thiệt hả chị hai? Em làm mà em không có chịu trách nhiệm đâu nghe. Tao điên lên tao nói vậy thôi, chứ mày mà làm vậy hả, mày là con thú chứ không phải người. Chỉ có con thú mới không chịu trách nhiệm với những hành động của nó thôi. Thôi mà hai biết tính anh Sang hay giỡn mà. Anh đi vô cất cặp đi, xong rồi ra ăn cơm.
coi cái mặt nó kìa. Mà thôi, coi tranh thủ ăn cơm đi. Ăn xong á rồi còn đi nấu bánh nữa. Bữa nay á gói nhiều nhiều một chút nha. Đặng bỏ mối xong á còn dư nhiêu hai bưng đi bán. Thì giờ đâu mà hai bán? Thì tối nè, lát nữa hai nhúm lửa hai nấu, rồi cái hai vợ chồng bay ở nhà canh, hai bưng qua bên sông hai bán nè, bán được nhiêu hay nhiêu. Nhanh 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 nhanh, ăn ăn lẹ ăn lẹ. Hai cứ cố à. Tội hai quá. Anh ơi, rang cơm lẹ đi, chị hai còn đi bán nữa. Công nhận nha, chị hai khó chịu. Không phải, chị hai chịu khó thiệt ha. Chắc nhiều anh mê chị hai lắm. Tao không có cần thằng nào thích thằng nào mê tao hết á. Mà tao cũng không có mê thằng nào. Tao sợ tao mê á, rồi em tao cháu tao nó khổ. Tao không có đành. Ai khổ thì khổ chứ, mấy người vừa học giỏi vừa đẹp trai chắc không có khổ đâu hả chị hai. Trời ơi, bà vé làm chi vậy? Đứng trước lớp rồi mời toàn thể, vậy là xong. Trời ơi, cái thiệp này là tôi đặt riêng từng tấm á. Tên của từng người là in chữ kim tuyến đàng hoàng á. Không phải là thiệp son mua ngoài chợ đâu. Nhìn cái thiệp còn hơn thiệp mời đám cưới. Đó là cách tôn trọng bạn bè, nhưng mà in vậy á, cũng thấy ngại lắm á. Trời ơi, tôi phải tôn trọng tôi trước chứ. Cầm cái thiệp mời của tôi lên là biết đẳng cấp rồi, chứ không phải tào lao như mấy đứa nhà quê đó. Tụi này quê quyên ổ nè, bà không thích nhà quê, mời tụi này làm gì? Trời ơi, tôi phải mời mấy người, để mấy người biết tổ chức sinh nhật cho đúng chứ. Đó giờ mấy người biết làm sao cho đúng đó, người ta cười cho thúi đầu. Thôi, mấy bà ngồi ở đây nói chuyện đi, tụi tôi ra đây có việc. Đi. Anh Sang. Gì đó Khumi? Trời ơi, anh đừng tưởng anh có vợ rồi là có quyền coi thường người khác nha. Tôi có chơi bài gì cô đâu. Ai biểu cô nương giới thiệu cô nương là không bao giờ ước mi thì tôi mới kêu vậy. Chứ chuyện cô xấu đẹp có liên quan tới tôi đâu. Với lại bản thân tôi cũng không có quyền suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Mà tôi là gươm đã có chủ rồi mà. Để nhận mình là gươm á thì phải biết xông pha trận mạc. Chứ gươm gì mà suốt ngày bước trong xó bếp á, khác gì con dao lục đâu. Gươm dao gì kể tía tôi. Tôi đã kêu cô tránh xa tôi ra mà. Không, muốn để anh yên lắm á mà không có được. Thấy uổng đời trai quá à, sao ham vui chi sớm quá vậy. Nghĩ riết mà bị ám ảnh luôn á. Đêm qua nằm mơ thấy anh á. Cái gì? Nằm mơ thấy tôi? Cô mơ khùng mơ điên gì vậy? Anh này kỳ quá à. Tôi á còn tuổi xuân hừng hực, xinh đẹp rạng ngời như vậy, mơ thấy trai, có gì đâu mà khùng điên. Chắc cô mơ thấy tôi làm ông kẻ hù dọa cô chứ gì. Không có, em nằm mơ, em thấy anh chưa có vợ. Xong rồi, anh định làm gì em á. Mà tự nhiên em giật mình thức giấc à, chết quớ à. Nhưng mà dù sao á, nếu em đã mơ thấy anh, chắc là kiếp trước mình có duyên nợ với nhau á. Thôi, thứ bảy này, em mời anh tới dự sinh nhật em nha. Thôi, không ấy, cô cho tôi vắng mặt bữa nay được không? Tôi có quen với ai trong nhóm bạn của cô đâu. Trời ơi, anh chỉ cần biết em đó là được rồi. Với lại á, em nghĩ á, anh cũng nên đi dự để biết sinh nhật của một thiên kim đại tiểu thư nó như thế nào. Tôi nói thiệt với cô, tôi không có muốn nghĩ tới chuyện mà tiểu đại chi cho tiện. Có dính dáng gì tới cuộc đời tôi đâu. Tôi nghĩ là tôi không có thời gian. Tôi phải ở nhà của Trần Ti cho chị hai với bà xã tôi làm bánh tét nữa. Trời ơi, kêu hai tiếng bà xã, nghe nói già người mà nói giảm giá trị gì đâu á. Thì giá tôi rẻ, tôi gả cho người rẻ. Chứ ai mượn tiểu thư sang chảnh con cá cảnh tới lãm nhảm tôi làm chi. Để tôi yên đi. Tao thấy con nhỏ này hết thuốc chữa rồi. Được này, phải chân trị nó mới được. Tao thấy càng lúc, nó càng kêu căng. Không coi ai ra cái gì hết. Bây giờ mày tính thì sao? Muốn để cho anh yên lắm. Mà không biết sao á. Tôi nghĩ là kiếp trước anh mắc nợ tôi sao á. Tôi muốn để bỏ mặt anh chứ. Tôi không có yên lòng. Thánh thần ơi, con gái gì đâu nói chuyện vô duyên thế ớn. Có duyên đã không ngồi đây với anh rồi. Ủa, chứ bộ anh có duyên lắm hay sao mà gả mình cho hàng rẻ vậy? Hàng rẻ dễ xài, có bẻ cũng không tiếc, vậy thôi. Thấy chưa, nói có mấy câu là lộ ra cái giả tâm rồi. Vậy ra anh có vợ chỉ để xài thôi.
Anh coi vợ giống như cái ly cái chén á, rẻ tiền có bể anh cũng không có tiếc. Nhìn cái mặt gian như con ngang vậy, biết yêu đương là cái gì. Tôi mệt quá nghe. Tự nhiên cái cô kiếm tôi rồi phiền tôi lãm nhảm chi vậy? Từ nay không có gặp cô nữa đâu, không có lãm nhảm với cô nữa. Khỏi chè, khỏi kem, khỏi sinh nhật gì hết trơn á. Trời ơi, sao mà ngang ngược quá vậy? Mà không hiểu sao á, tôi thích mấy người đàn ông ngang tàn giống như anh á. Chứ cái thứ mà cứ đi theo đuổi tôi hoài á, tôi lại không thích. Mà tôi hứa á, thứ bảy anh tới á, dự sinh nhật tôi thôi. Tôi không có giả tâm gì đâu. Anh để cho vợ anh á, với lại chị hai anh ở nhà, làm một mình không có anh đi. Cái đàn ông gì mà suốt ngày đi theo hầu vợ, phải ăn chơi, cái đáng mặt đàn ông chứ. Thôi, tôi mệt cô dữ luôn á. Xin lỗi, bây giờ chưa tới lúc. Tôi học hành đàng hoàng, thành đạt xong cái đã, lúc đó có tiền chơi cũng chưa muộn. Giờ cứ chúc cô sinh nhật vui vẻ nha, tôi đi á. Tao có mấy ông anh ở trên phố mới về chơi. Ổng có mấy ông bạn hầm hố lắm. Để tao nói ổng bày cách cho tụi mình. Con nhỏ My này á, nó khoái ăn chơi đúng kiểu lắm. Hay là tao tính như vậy, bữa đó mày kêu mấy ông anh của mày tới dự sinh nhật của nó, rồi mình tính tiếp. Ok, hay lắm. Đây. Bánh tét đây. Bánh tét nóng hổi vừa ăn vừa thổi đây. Có ai mua bánh tét không? Bánh tét nóng hổi đây. Bánh tét. Bán cho dì hai cái nhân đậu coi. Dạ. Dạ, đây. Hai cái nhân đậu. Dạ, con gửi dì. Bánh tét này nhà con mới nấu, ngon lắm. Mốt dì coi ngon á, dì mua ủng hộ con nữa nha dì. Ừ. Ủa? Ủa? Có phải nhỏ phụ bán gì bà Hường trên chợ không? Dạ phải. Buổi sáng con phụ bánh ướt cho dì Hường, còn buổi chiều á con nấu bánh tét đặng tối đi bán kiếm thêm. Trời đất, vậy để tiền nó cho hết. Dì chọc con hoài à. Chứ con đi bán lo cho cả gia đình, có dư đồng nào ở đâu. Mà thôi á, dì ăn đi. Dì ăn ngon á, mai mốt dì muốn ủng hộ con nữa nha. Thôi vậy thôi, cho dì thêm ba cái đi. Dạ. Đây. Dạ rồi, 5 cái của dì. Đây, tiền đây. Dư cái chổng á, bo luôn. Dạ con cảm ơn dì. Nè, nói nghe nè, nhiêu tuổi rồi? Dạ, có chi không dì? Dì có bà chị, bà chết rồi, đó là thằng con trai. Dì nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Nó đang học bác sĩ trên Sài Gòn á. Mà cũng sắp xong rồi, chừng vài tháng nó về. Dì thấy con á buôn bán cực khổ, chịu thương chịu thó gì cũng thương. Thôi làm cháu dâu cho dì luôn đi. Trời, dì giỡn hoài à. Thời buổi này á, người ta thương nhau á thì cha mẹ gả đó. Chứ làm gì có chuyện mai mối nữa. Với lại không chừng ảnh có người yêu hay là lấy vợ trên Sài Gòn không chừng á. Không có đâu, dì nói chuyện với nó hoài hà. Nó không có thích mấy cô trên Sài Gòn. Nó nói mấy cổ á khó chịu dữ lắm. Mà nó ý nó muốn về quê. Nó lấy hai vợ quê. Nó nói vợ chứ quê hiền lành, chịu thương, chịu khó. Vì thấy con cũng siêng năng, chịu khó, hiền lành như vậy á, vì cũng thương. Thôi dì, dì giỡn hoài à, chứ con nghèo hèn vậy nè. Rồi đi bán thuê bán mướn cho anh ta vậy. Ảnh học bác sĩ nữa, sao xứng. Hết hồn à. Coi bộ chị hai sắp về đó. Anh ngủ vô tắm rửa đi. Mày ngủ. Thôi em đợi chị hai về luôn mà. Ở vậy giờ con gì đâu mà khờ đuôi à. Không biết tranh thủ thời gian gì hết. Chúc chị hai về rồi vợ chồng mình lục đục sao chị hai ngủ. Anh tới ngày lục đục à. Cơm ăn không đủ no. Mệt thấy mù nội luôn. Tối ngày cứ. Vậy chứ bây giờ biết làm gì cho giải khuây vậy? Hả? Thôi chi giờ mình khá lên ha. Chị hai nói á, em với chị hai sẽ không để cho anh lo lắng nhiều đâu. Anh chỉ việc học hành thôi. Sau này thành tài là nhà mình khá lên liền à. Biết bao giờ tới lúc đó. Ước chị có phép màu. Anh làm như anh là ông mục hay gì mà phép màu. Anh đó hả? Có mà hoa dâm mục. Dầm một con cấy với một cái bây giờ. Ê đừng có Thường nghe. Có biết bao nhiêu con người ta muốn sở hữu cái loài hoa này trong tay á. Anh thì không có là ông bục,
nhưng mà anh là trai đẹp, cái quyền năng còn hơn con bụng nữa, cho nên chị em của mấy em mà đừng có coi rẻ tôi nghe. Ai coi rẻ anh đâu. Chứ sao, em với chị hai là cưng anh như cưng trứng, hứng như hứng qua luôn á. Vậy mà anh còn nói vậy, hai ngày hai buồn á. Chị hai á là sống hết lòng vì nhà mình luôn á. Thôi tôi biết rồi, nói hoài nhức đầu lắm. Thì em với chị hai em ai cũng là tiên hết á, mà là tiên mắt đỏ, bởi vì xuống đây khổ như vậy nè. Quỷ hả? Thôi không có giỡn nữa. Vậy hả? Mà em biết á, đâu có ai là tiên trên trời mà tự ban phép màu cho mình đâu. Chỉ có phải tự học thành tài thì sau này mới khá lên được. Đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn à. Coi coi, dữ vậy ta, lạ ha. Con mới có đứa con mà như bà cụ non luôn, ghê thiệt. Chọc em hả? Anh nói em già rồi đúng không? Ai biết đâu. Anh á, coi chừng á. Nhớ rồi. Biết mỗi lần vợ ghen lên, vợ khùng cái nào mà. Thôi, lần tở rồi.